theo dõi chương trình hội thoại cộng đồng của đài Apple TV 55.4, và hôm nay là một chương trình hội thoại đặc biệt về bảo hiểm cùng với Kim Phượng và cô Thư Hiền. Và bây giờ em có thể nói sơ sơ về cái SMO không? Trước mắt cho em nói PPO trước đi. Okay. Là cái đó cái nguyên thủy. Cái PPO á, là ví dụ cái Medicare, một cái tiêu chuẩn là mình phải tới 65 tuổi là chính phủ gửi về cho mình một cái thẻ, trên cái thẻ là có phần E, phần B. Tức E tức là hospital, B tức là bác sĩ hoặc là đó, thì mình chỉ biết E, B, nhưng phải có một phần nữa mà mình phải mua riêng, đó là cái phần D tức là phần thuốc. Đó là cái original là gồm có bậc E, bậc B và bậc D. Thì nếu mà người nào mà có income thấp đó, là có Medicare là phải A, B, D nha. Rồi nếu mà có income thấp thì mình xin được cái Medicaid nữa. Thì cái Medicaid đó là cover 20% còn lại của cái phần bậc E đó. Thì mình có cái Medicaid để mình cover cái đó, thì những người có Medicaid là rất là đầy đủ rồi. Tức là hàng tháng không đóng tiền mà vô nhà thương thì 80 Medicare trả, 20% còn lại là Medicaid trả. Rồi thì bây giờ còn cái bạc cái đó là PPO. Dạ là PPO. Rồi nếu bây giờ, nhưng mà cái PPO em xin nhắc một chút là mặc dầu họ cover 80% thôi, nhưng mà cái mỗi lần mình vô nhà thương đó thì cái bạc E đó mỗi một lần như vậy mình phải có deductible nữa. Mình deductible cái năm 2019 thì chưa có giá, năm 2018 đó thì là mỗi lần mà đi vô nhà thương thì deductible của mình sẽ là 1.340 cho cái bạc E. Và còn thuốc á, thì một năm á, là mình cũng phải cái tiền bạc B đó, mỗi lần đi bác sĩ có cái deductible là mỗi một năm như vậy cũng phải là 183 đồng. Thì mình phải trả hết mấy cái phần đó xong rồi mình phải, nó hơi rắc rối một chút xíu. Tức là mình phải bạc E, bạc B đều có phải deductible hết. Rồi sau đó mình phải copay nữa, rồi tất cả còn lại thì hãng mới trả. Rồi còn cái SMO á, thì nó hay, tức là nếu mà bây giờ nhiều người ở mình á, mình rất là được có cái là tại PPO đó là người ta cover chỉ có 80%. Thành ra nếu mà vô nhà thương mà 100 ngàn là mình phải đóng hết 20 ngàn. Và mỗi lần vô nhà thương đó, thành ra cái đó là cái nỗi lo âu của rất là nhiều người. Nhưng mà được có cái thì có cái chương trình mà SMO đó, thì của là những cái công ty tư nhân họ đứng ra họ thầu. SMO này có phải là extra help không em? Dạ không, extra help là khác nữa. Còn SMO là những công ty tư nhân họ đứng ra họ thầu lại của những chương trình Medicare của chính phủ. Thì họ thầu lại, họ đứng ra họ nói ok, bây giờ họ cho mình luôn bạc E, cho mình luôn bạc B, có luôn bạc C, tức là cái phần mà 20% còn lại, cộng luôn bạc D luôn, tức là A, B, C, D đầy đủ hết. Mà mỗi tháng thường mình chỉ có đóng khoảng 134 đồng thôi. Mà lỡ vô nhà thương á, thì mình mà cái maximum một năm á, là tùy thí dụ khoảng từ 3.000 mấy cho tới 5-6 ngày đó, tùy cái hãng mình chọn. Thì giống như cái mà em nhắc hồi nãy, chị mới gọi cái chị nhắc cái extra help đó, là cái 134 đồng đó mỗi một của bậc của SMO đó, mỗi tháng đóng 134 đồng. Có những người có tiêu chuẩn sẽ được extra help để trả 134, có thể trả thuốc không hoặc là trả cái bạc bi cho mình. Dạ thì cái đó là extra em help. Mà vậy thì em có thể cái so sánh cái lợi và cái bất lợi của PPO với lại SMO. Dạ thưa, thì mỗi cái nó đều có cái ưu và cái khuyết điểm. Thì cái PPO á là nói chung là mình sẽ được tự do đi bác sĩ. Nếu nói về cái ưu điểm là tự do mình đi bác sĩ, mình thí dụ mình có cái hãng Blue, có cái thẻ AB của chính phủ đó, bây giờ mình đi qua tiểu bang nào cũng được. Mình cái đó và thuộc về liên bang. Thành ra mình đi tới khắp tiểu bang nào, mình thí dụ mình có khám bệnh gì đó, chỗ nào bác sĩ nhận là mình có được quyền mình đến mình khám, không có giới hạn bác sĩ, cũng không có cần phải bác sĩ chuyên khoa. Thí dụ như mình muốn đi bác sĩ nào là mình đi,
miễn làm sao họ có nhận Medicare là mình được quyền sử dụng. Nhưng mà cái điểm bất lợi là cái tiền đóng hơi cao hơn một chút, tức là ngoài mình phải đóng 134 đồng ha, cộng thêm 150 từ khoảng 15 đồng cho bạc đi là khoảng 150. Rồi nếu mà an toàn hơn người ta phải mua cái supplement nữa, thì cái giá cũng khoảng từ 150, 300 tới 300 tùy theo cái lứa tuổi hoặc gì đó. Thì mỗi một tháng á, cái người mà PPO đó có thể mất khoảng một tháng như vậy cỡ khoảng từ 300 tới nhiều khi 500-600 đồng tùy theo cái tuổi, nhưng mà tối thiểu cũng phải là 300 đồng một tháng nếu mà mình đầy đủ hết. Nhưng mà mình được có cái là mình được tự do, mình đi đây đi đó, mình muốn ở tiểu bang nào mình cũng có quyền sử dụng được. Cái đó là cái ưu cái khuyết điểm. Ưu điểm thì rất là tốt, nhưng mà cái khuyết điểm là cái cost thì nó phải cao hơn. Còn SMO thì cái gì nó cũng phải có cái giá trị của nó. Ví dụ SMO thì ngược lại mình phải chỉ đi bác sĩ trong group thôi. Ví dụ như mình phải có một bác sĩ gia đình, mặc dù ví dụ như bác sĩ đó mà em đi bác sĩ A đi, mà có một bác sĩ B nằm làm chung một cái văn phòng với bác sĩ A, mà em bác sĩ gia đình của em vẫn là phải là ông A chứ không thể là em đi ông B được. Không được quyền thay đổi. Dạ thưa, không có được. Mình muốn thay đổi thì mình phải gọi lên hãng mình xin thay đổi. Chứ còn mình chỉ có một bác sĩ gia đình là mỗi một lần chỉ có một bác sĩ gia đình. Và mỗi khi mà mình muốn đi điều trị cái bệnh gì chuyên khoa đó, thì mình bác sĩ gia đình phải giới thiệu mình đi qua cái đó. Thành ra là mình sẽ có giới hạn về cái cách sử dụng. Nhưng mà ngược lại nếu mà đi SMO thì mình sẽ có cái tiền nó ít hơn khoảng phân nửa so với cái PPO, nhưng mà nó sẽ có cái giới hạn đó. Thì là cái đó là cái ưu và cái khuyết điểm của PPO và SMO. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, nói về bảo hiểm thì nói sao mà cho nó hết được. Dạ đúng rồi. Ngay cả Kim Vượng là cái người ngồi nói chuyện về phúc lợi xã hội mà đôi khi cũng không có nhớ hết. Chỉ khi nào chúng ta đụng vào cái gì thì chúng ta sẽ hỏi cái đó thì chúng ta sẽ biết về cái chương trình đó thôi. Cũng như là quý vị khi mà đến cái tuổi của Medicare hay sắp sửa chập chững bước vào Medicare, hoặc là quý vị muốn hỏi về PPO hay là SMO gì đó, thì quý vị hãy liên lạc với lại cô Thư Hiền. Thư Hiền có thể đọc số điện thoại của em. Dạ thưa, em là văn phòng Hoàng My, thuế và bảo hiểm, nằm trong khu chợ Mỹ Hoa đó. Rất là dễ nhận dạng, trong khu chợ Mỹ Hoa chỉ có một văn phòng thuế và bảo hiểm đó thôi. Cái số phone em cũng rất là dễ nhớ, 713-900-9999. Wow, số đẹp quá. Dạ. Thì cũng một lần nữa em xin lặp lại là để nhằm cái chia sẻ những thông tin hữu ích và có thể được cập nhật hàng tháng, hàng năm gì đó, thì sau này em có thể chia sẻ những thông tin về sắp tới và có Obamacare nè. Rồi bảo hiểm, tất cả các loại bảo hiểm mà em, những cái gì mà quý anh chị biết rồi, dạ thưa có hậu sự hết, thì những cái nào quý anh chị biết rồi thì em không có nói, em chỉ nói những cái mà bổ túc thêm, hoặc có những cái việc mà anh chị không biết thôi, chứ thật sự em mình cứ nói, tôi có bảo hiểm lúc nào tôi cũng biết hết rồi, nhưng mà thật sự em biết là không phải như vậy đâu, có những cái ưu điểm. có những cái quyền lợi mà nhiều khi anh chị chưa có tường tận, thì xin để cho em chia sẻ với quý anh chị. Đây là những là cuốn sổ tay mà là mỗi ngày một chút mình sẽ tìm hiểu được nhiều. Dạ. Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình này sẽ được phát sóng hàng tuần luôn. Hôm nay thì đã có một cái tên rất dễ thương, đó là sổ tay bảo hiểm. Dạ. Và quý vị có thể gọi điện thoại cái số của cô Thư Hiền để biết thêm, hoặc là quý vị muốn thắc mắc nhiều điều mà không có tiện gọi cho Thư Hiền, quý vị cũng có thể hỏi Kim Phượng. Thì mỗi tuần khi đi lên talk show với lại Thư Hiền, Kim Phượng sẽ hỏi lại những câu hỏi này của quý vị, đúng không? Ăn gian dễ sợ. Thật sự ra đó, mỗi một ngày em muốn là đổi một cái đề tài. Thì tuần tới thì tại vì chương trình Medicare vẫn còn trong cái con chứ chị thấy trước cái thời gian dạ trước nhiều. Cái thời gian thành ra em sẽ dành 2 tuần riêng cho Medicare, tức là tuần này và một tuần tới. Còn tuần tới nữa thì bắt đầu chuẩn bị cho Obamacare. Thành ra là những câu hỏi giải đáp thắc mắc gì, giống như chị Phượng đã ngỏ ý, quý vị có thắc mắc gì cứ gọi chị Phượng đi, đừng khỏi gọi Hiền cũng được. Chương trình này quý vị chỉ hỏi hỏi để mà cô Thư Hiền nói về Medicare thôi, chứ quý vị đừng có bắt cổ hát nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, tất cả những cái chương trình về phúc lợi xã hội, về bảo hiểm đều rất cần thiết cho chúng ta trong cái đời sống tại Mỹ này. Những quyền lợi như là
cô Thư Hiền cũng nói những cái bất lợi và những cái có lợi cho mình, cho nên mình phải biết, phải tìm hiểu khi mà mình đã đến cái tuổi vào cái chương trình nào đó. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ước mong gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. Chúc quý vị một ngày bình an. Chào em. Dạ, chào chị. Thank you.